quan hệ lâu ra, đó chính là sử dụng dầu gió Phật Linh. Vậy thì trong livestream ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi phân tích xem là cái cách này, bí quyết này nó có thực sự đem lại hiệu quả hay không, và nó có để lại tác dụng phụ gì hay không. Bởi vì là khi chúng ta muốn áp dụng một cái biện pháp nào đó vào trong cuộc yêu, dù là kỹ thuật hay là những cái biện pháp để chúng ta có thể cải thiện thời gian theo như mong muốn, thì Thanh Hương nghĩ rằng là chúng ta cần phải hiểu rõ về cái nguyên lý hoạt động để làm sao mà chúng ta tránh được những rủi ro, được không ạ? Cái chủ đề ngày hôm nay là đây, cái dầu gió Phật Linh đây mọi người nhé. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng đi phân tích xem là đây có thực sự là bí quyết để giúp cho nam giới kéo dài cuộc yêu hay không. Bởi vì Thanh Hương thấy dạo gần đây rất nhiều người thắc mắc, rất nhiều nam giới có nhắn tin hỏi Thanh Hương là có nên áp dụng hay không, mà hỏi nhiều đến mức không thể nào mà cứ trả lời từng người được. Cho nên là quyết định làm cái livestream này để chia sẻ với mọi người, chúng ta cùng nhau phân tích, được không nào? Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ở bên fanpage có nhìn thấy Thanh Hương không? Chị đẹp quá rồi, cảm ơn thành công này. Wow, ở bên YouTube mọi người vào đông quá, bởi vì Thanh Hương chắc chắn đây là một cái chủ đề mà rất rất nhiều nam giới quan tâm nào. Ai quan tâm xác nhận cho Thanh Hương là tôi đang quan tâm đến vấn đề này, được không nào? Để Thanh Hương cắm cái sạc mọi người nhé. Chia sẻ tất tần tật cho mọi người luôn, để mọi người tự đưa ra quyết định là có nên sử dụng cái biện pháp này hay không. Đó, chứ Thanh Hương thì sẽ không đưa ra lời khuyên là rồi mọi người cứ nghe livestream đi. Nào, có quan tâm không ạ? Ai quan tâm cho Thanh Hương một comment là quan tâm nào. Tôi rất quan tâm nào. Mọi người đâu hết rồi? Chất lượng âm thanh, ánh sáng, hình ảnh ngày hôm nay như thế nào mọi người, có tốt không? Để Thanh Hương nói nó đừng bị gián đoạn ấy. Nếu mà gián đoạn là mọi người nghe bập bõm câu được câu chăng là chúng ta lại không hiểu rõ được cái vấn đề đâu. Dạ em chào anh Nghĩa Bùi này. Rồi chào Minh Lê, anh chào nữ hoàng Thanh Hương. Rồi em cảm ơn anh nhá, em chào anh Hương sinh tệ là như thế nào anh Thanh Trịnh ơi. Rồi em cảm ơn chị Nhã Quyên, chào anh Bảo Nam này. Rồi ở trên tay Thanh Hương đang là một hộp dầu gió Phật Linh. Thế thì chúng ta phân tích nhé, theo đúng như những gì ở trên này ghi thôi. Thành phần của nó bao gồm gì ạ? Tinh dầu bạc hà, menthol, tinh dầu đinh hương, rồi là long não này, rồi khuynh điệp. Đấy là những cái thành phần có trong cái lọ dầu gió Phật Linh mà chúng ta hay sử dụng. Thế thì chúng ta muốn biết là nó có cái công dụng để cải thiện thời gian hay không? Hãy phân tích từng thành phần. Đầu tiên là về tinh chất bạc hà và cái thành phần menthol này này. Tinh chất bạc hà thì nó được chiết xuất từ lá bạc hà, cây bạc hà rồi. Còn cái menthol này nó được chiết xuất từ đâu? Nó được chiết xuất từ bạc hà và một số loại thực vật cùng họ với bạc hà để chiết xuất ra cái hợp chất là menthol này. Rồi, thì hai cái hợp chất này, hai cái thành phần này nó có tác dụng làm gì ạ? Đầu tiên là tăng cái hương phấn. Tăng hương phấn. Khi mà hít hà cái hương thơm bạc hà là chúng ta đã cảm thấy sảng khoái rồi. Và tự nhiên là cái hương phấn nó trào dâng. Đơn giản như vậy thôi. Cái thứ hai là gì? Nó sẽ giúp giảm căng thẳng. Khi mà nam giới bị ra sớm, bị yếu thì thường bước vào cuộc yêu với một tâm lý rất là bồn chồn, lo lắng, không được thoải mái. Thế thì khi mà chúng ta ngửi cái mùi hương bạc hà, nó sẽ làm cho cái não bộ của chúng ta được thư giãn, thoải mái, giảm bớt căng thẳng. Và nó tăng cái ham muốn nhiều hơn, được không nào? Và chính cái lý do đó, nó sẽ giúp cho nam giới đang gặp cái tình trạng bị ra sớm có thể điều khiển được cái tâm lý của mình tốt hơn, không bị quá căng thẳng hồi hộp. Bởi vì các anh cũng hình dung là nhiều khi bước vào cuộc yêu mà mình quá căng thẳng, còn chưa kịp định hình được rằng là cái hưng phấn của mình nó đang ở cái cấp độ nào mà mình đã chớ rồi. Có đúng không ạ? Rồi, cái thứ ba đó là cái tinh dầu bạc hà và cái menthol này nó sẽ tác động đến cái hệ thần kinh và làm cho não bộ của chúng ta minh mẫn, cũng như là cái năng lượng trong cơ thể nó được tỉnh táo hơn, duy trì một cái sức bền hơn khi nhập cuộc. Đó là cái thành phần đầu tiên. Cái thành phần thứ hai đó là thành phần đinh hương, tinh dầu đinh hương. Thì tinh dầu đinh hương thì thực tế là nó được ứng dụng nhiều trong cái việc mà điều trị về da, trị viêm, chống viêm, kháng viêm. Còn ở trong dầu gió Phật Linh này thì nó chỉ có một cái tác dụng, tức là giúp cho não bộ của chúng ta thư giãn, tinh thần thư giãn thôi, giảm stress, đó, giảm mệt mỏi, căng thẳng. Tiếp theo về cái thành phần thứ ba đó là long não. Long não đầu tiên thì nó sẽ thúc đẩy cái ham muốn
cũng bằng việc là gì ạ, nó tác động vào cái trung ương thần kinh của mình. Bởi vì mọi người cũng biết nhá, một trong những yếu tố để giúp chúng ta gia tăng cái ham muốn đó chính là tác động vào thị giác, vào thính giác. Thính giác, Thanh Hương nhầm, nhầm mọi người một chút, ngửi là gì ạ? Khứu giác đúng không nhỉ? Khứu giác, đúng không nhỉ? Thanh Hương có một cái chủ đề mà tư vấn với mọi người là mũi là khứu giác, hay tự nhiên ngồi live stream mọi người lại quên, thính giác là tai này, đúng không? Vị giác là miệng này, khứu giác đấy. Tức là chỉ cần chúng ta ngửi mùi hương thôi là chúng ta đã có thể cảm thấy ham muốn. Đấy là lý do vì sao mà Thanh Hương thấy rất là nhiều anh chị, đặc biệt là nam giới, cứ đi tìm những cái loại nước hoa kích ấy, đúng không? Bởi vì là nghĩ rằng là cứ ngửi cái mùi đấy là để cho người phụ nữ ham muốn hơn. Thì đấy chính là tác dụng của mùi hương, nó có một cái sức mạnh rất là mãnh liệt trong cái vấn đề chăn gối. Thì ở đây các cái loại mùi tinh dầu bạc hà hay đinh hương hay là long não thì nó đều có một cái tác dụng chung, đầu tiên đó là tác động vào cái khứu giác. Đấy, khi chúng ta ngửi cái mùi hương chúng ta cảm thấy khoan khoái, dễ chịu, tự nhiên cái tinh thần nó được thoải mái và ham muốn sẽ tăng lên. Được chưa ạ? Rồi, ngoài ra thì ứng dụng của cái thành phần long não này nó còn kích thích lưu thông máu. Mà mọi người biết rồi, quá trình tuần hoàn máu nó vô cùng quan trọng khi chúng ta bước vào cuộc yêu. Bắt đầu nam giới có những cái tín hiệu kích thích cả về thể chất, tinh thần, lẫn là, tức là giữa cả trực tiếp và gián tiếp đấy. Thì bắt đầu là tim sẽ đập nhanh, đúng không? Để đẩy máu lưu thông khắp toàn bộ cơ thể. Và đặc biệt là máu phải đẩy nhanh, đẩy thật nhiều xuống cậu nhỏ, lấp đầy thể hang để cậu nhỏ có thể đạt được kích thước tối đa, đúng không ạ? Thì đó là cái công dụng của long não trong ứng dụng nói chung. Thanh Hương đang phân tích là trong ứng dụng nói chung mọi người nhé. Còn để mà giải quyết cái câu hỏi là chúng ta có thể ứng dụng cái sản phẩm này vào trong cuộc yêu để kéo dài thời gian hay không, thì Thanh Hương muốn là mọi người hãy lắng nghe cái livestream này từ đầu đến cuối, đừng bỏ sót một đoạn nào. Bởi vì mọi người bỏ sót là mọi người sẽ rất dễ bị hiểu nhầm, được không ạ? Rồi chúng ta đến cái thành phần khuynh điệp. Thành phần khuynh điệp thì nó cũng chỉ tác động vào để mang đến một cái tinh thần tỉnh táo và minh mẫn, giúp cho chúng ta có một cái tâm lý thoải mái hơn khi nhập cuộc. Thế thì từ đầu đến giờ mọi người nghe Thanh Hương phân tích về các cái thành phần này, chủ yếu là nó tác động vào trung ương thần kinh để giúp cho chúng ta thoải mái và giảm bớt căng thẳng, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ Thanh Hương mới đi vào cái phần đó là ứng dụng này. Theo như những cái điều mà chính nam giới, rất nhiều nam giới đã đặt câu hỏi cho Thanh Hương, cũng như là có một cái sự khảo sát, thì bây giờ Thanh Hương sẽ phân tích cho mọi người là có nên ứng dụng điều đó hay không. Thì có 3 cách ứng dụng, trong đó Thanh Hương chia ra làm 2 nhóm. Cái nhóm đầu tiên là gì ạ? Kích thích vào cái phần khứu giác để giúp tăng hưng phấn. Kích thích vào phần khứu giác để tăng hưng phấn. Thì cách đầu tiên đó là gì? Sử dụng. Chị nói chuẩn luôn. Rồi, cảm ơn mọi người này. Đầu tiên là gì? Ứng dụng cái dầu giáo phân linh này để khuếch tán mùi hương khắp phòng ngủ. Mọi người có biết cái đèn khuếch tinh dầu không ạ? Mọi người có biết mùa đông là chuẩn bị đến rồi này, rồi trời nồm các thứ, là Thanh Hương thấy là trong các gia đình là có rất là nhiều những cái đèn khuếch tán khuynh dầu ở trong gia đình nhà Thanh Hương cũng có. Để thỉnh thoảng mà ví dụ như là trong gia đình mình có cái mùi ẩm mốc khó chịu ấy, mùi nồm ấy, là mình sẽ sử dụng ví dụ như tinh dầu xả chanh này, hoa nhài này, mùi quế này. Đại loại là ai thích mùi nào thì sẽ xông bằng cái tinh dầu đó, đúng không? Thế thì khi mà chúng ta sử dụng cái dầu gió Phật Linh này thì chúng ta cũng có thể là nhỏ một vài giọt vào cái máy khuếch tán tinh dầu. Sau đấy thì chúng ta bật máy lên và nó sẽ làm sao ạ? Khuếch tán cái mùi hương như là tinh dầu bạc hà này, đinh hương này, long não này, khuynh điệp này đi khắp cái gian phòng của chúng ta. Và khi mà nam giới ngửi vào, đấy thì như là Thanh Hương vừa phân tích về tác dụng của từng thành phần đấy, nó sẽ giúp là giảm căng thẳng não bộ. Rồi là chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, sảng khoái hơn, minh mẫn hơn. Từ đó giúp chúng ta cũng có thể là gì ạ? Tăng ham muốn. Còn cái việc kiểm soát cuộc yêu hay không thì Thanh Hương và mọi người cũng đều đã hiểu với nhau rằng nó không chỉ phụ thuộc vào cái việc mùi hương, nó chỉ là một yếu tố thôi. Nếu mà cái mùi, khi mà bước vào, ban đầu cái mùi hương nó cho chúng ta ấn tượng, đúng không? Nhưng mà khi bước vào cuộc yêu này, chúng ta còn bị tác động bởi gì ạ? Bởi những cái biểu cảm, cảm xúc, bởi những cái hành động, bởi những tiếng rên của đối tác. Đó mới chính là những cái yếu tố tác động rất mạnh vào tâm lý của nam giới
khiến cho họ là có thể kiểm soát hoặc cũng có thể là không thể kiểm soát được, tức là bị ra sớm, đúng không? Cho nên là cái dầu vấn đinh này thì nó không thể nào mà thay thế được toàn bộ. Đấy, rất là nhiều những cái yếu tố tác động vào cái trung ương thần kinh này, đúng không mọi người? Có ai mà bao, có ai đã từng bị cái tình trạng tức là chỉ nhìn thấy đối tác, tức là uốn éo cơ thể rồi rên vài cái câu khe khẽ là đã bắt đầu mất đà rồi không ạ? Nào, có ai đã từng vì nhìn thấy những cái biểu cảm cảm xúc đó sau mình hưng phấn quá và mình không thể kìm hãm được không ạ? Nào, comment cho Thanh Hương cũng như mọi người biết nào. Tuyệt quá rồi, em cảm ơn mọi người nhé. Ai đã từng như vậy? Còn khi mà Thanh Hương tư vấn thì Thanh Hương đã gặp rất là nhiều những cái trường hợp như vậy rồi. Khách hàng cứ nhắn tin bảo là ôi, vừa mới bước vào cuộc yêu, có khi còn chưa kịp làm gì đâu, chỉ mới nghe tiếng rên của đối tác thôi là đã xuất binh rồi. Đấy, tức là nó quá là hưng phấn và không thể kiểm soát được. Rồi tiếp theo, cái vấn đề mà khuếch tán tinh cầu này, nếu như mà nam giới á, nghe đến đây xong vội vàng là áp dụng ngay, thế thì không có được. Bởi vì cái mùi hương nó tác động đến bản thân mình và nó cũng có tác động đến cả đối tác nữa. Có rất là nhiều người không thích cái mùi dầu gió. Có người thích nhưng cũng có người không. Cho nên nếu như mà gọi là quyết định có sử dụng cái dầu gió Phật Linh này để mà khuếch tán cái mùi hương xông trong cái gian phòng ngủ hay không á, thì chúng ta phải bàn bạc với đối tác trước, trao đổi để có một cái sự thống nhất xem là mình có nên sử dụng cái dầu gió để xông trong phòng ngủ trước khi mà chúng ta nhập cuộc hay không. Bởi vì nếu đối tác không thích thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Họ cảm thấy là ngửi cái mùi này bị đau đầu, đúng không? Và họ cảm thấy là bị mất hứng. Đấy, thích cái là không chịu nổi, đúng rồi. Misa Trần này rồi, ok. À, chị Trương Trọng Bách, em nhắn tin vào Zalo cũ cho chị nhé. Chị có rất là nhiều số Zalo. Trước thì chị đã có nhớ là chị nói chuyện với em rồi, nhưng mà hôm trước là chị thấy em lại nhắn tin vào một cái số khác. Ai đã từng nhắn tin với Thanh Hương, tức là có một cái quá trình trao đổi lâu dài vào cái số Zalo nào rồi, thì mọi người cứ nhắn tin vào một số Zalo đó thôi, để cho Thanh Hương có một cái quá trình theo dõi cái cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối. Mọi người hình dung không? Có những khách hàng là gì ạ? Đã trò chuyện với Thanh Hương là hơn 3 năm rồi, thế mà cứ nay nhắn vào Zalo này, mai nhắn vào Zalo kia, thì thực sự nó rất là bị nhiễu loạn thông tin. Đấy, nên là mọi người chú ý cái điều đó giúp Thanh Hương. Rồi, cái ứng dụng thứ hai mà Thanh Hương thấy nhiều nam giới cũng sử dụng đó là gì ạ? Sử dụng cái dầu gió Phật Linh này. Những nhà nào, những gia đình nào mà có gọi là cái bồn tắm á, đấy thì nhỏ một vài giọt vào, sau đó thì mình khỏa đều trong cái làn nước, để thứ nhất là gì? Nó phân tán cái dầu và nó khuếch tán cái mùi hương trong toàn bộ cái phòng tắm. Và khi mà chúng ta ngâm mình ở trong đó thì mọi người biết rồi, như Thanh Hương cũng nuôi hai đứa con nhỏ, tức là mẹ bỉm sữa đấy, thì vào những cái thời tiết mà trời lạnh lạnh kiểu như này này, là bao giờ khi tắm là mình cũng nhỏ một vài cái giọt dầu tràm, tinh dầu tràm vào trong nước tắm cho con. Thì khi đó nó sẽ làm ấm cơ thể. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà nam giới nhỏ cái dầu gió này vào trong bồn tắm hoặc là chậu tắm đi, sau đó chúng ta tắm cái nước đó lên trên người, thì nó sẽ làm ấm cơ thể. Và theo như cái cơ chế, khi mà gặp nhiệt độ cao thì sẽ giãn nở. Giãn nở ở đây là gì ạ? Kể cả lỗ chân lông hay là cái mạch máu, để giúp máu lưu thông tốt hơn, được không ạ? Còn khi mà gặp nhiệt độ thấp, tức là bị lạnh đấy, thì bao giờ cũng vậy, lỗ chân lông hay là mạch máu của chúng ta nó sẽ có xu hướng đó là co nhỏ lại. Đấy là bản chất nguyên lý, gọi là theo đúng gọi là vật lý, đúng không ạ? Thì nó sẽ là như thế. Thế thì cái việc mà nam giới ứng dụng sử dụng dầu gió Phật Linh này để ngâm, để nhỏ vào nước và sau đó chúng ta ngâm tắm ấy, nó cũng chỉ giải quyết được là gì ạ? À, máu lưu thông tốt về cậu nhỏ. Có thể là cậu nhỏ sẽ cương cứng hơn khi lâm trận. Đó, rồi là chúng ta ngửi cái mùi hương trong căn phòng tắm đó, chúng ta cũng cảm thấy khoan khoái, thoải mái và sảng khoái hơn, có một cái tâm lý ổn định hơn trước khi bước vào cuộc yêu. Thế nhưng cái việc mà có thể kiểm soát được cuộc yêu hay không thì nó cũng lại bị tác động bởi cả đối tác nữa. Còn chưa kể là gì ạ? Cái lúc mà chúng ta tắm, cơ thể của chúng ta đang nóng lên thì máu có thể là lưu thông đang rất là tốt. Nhưng vì chúng ta còn đang bị rơi vào cái tình trạng sinh lý yếu, kiểu như là nhiều anh chỉ giữ được cái độ cương cứng từ 1 đến 2 phút là đã xỉu rồi ạ. Thế thì cái việc mà chúng ta sử dụng, ứng dụng dầu gió
Phật Linh nó sẽ không thể giúp cho cậu nhỏ có thể cương cứng được tầm 15, 20 hay 30 phút đâu. Mọi người nhớ nhá. Cho nên ở trong cái nhóm này Thanh Hương xếp vào đó là gì? Tức là nó chỉ giúp là kích thích cái khứu giác là chủ yếu, để giúp hưng phấn hơn, gia tăng cái ham muốn và tác động vào cái tâm lý tinh thần thoải mái thư giãn. Rồi cái ứng dụng cuối cùng là cái ứng dụng thứ ba mà Thanh Hương thấy khá nhiều nam giới đã thử và thất bại. Hãy nghe cho kỹ nhé, khá nhiều nam giới đã thử và thất bại. Tức là sử dụng cái dầu gió này. Mọi người biết dầu gió thì nó có những cái đặc điểm như thế nào? Nếu như mà nếm vào miệng thì nó sẽ cay, đúng không? Nó rất là cay và có một cái cảm giác the the. Đấy, từ tức là những cái thành phần đặc biệt là bạc hà, nó sẽ có một cái cảm giác the mát. Và khi mà chúng ta bôi lên da, bôi càng nhiều thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái độ ấm nóng càng nhiều. Mọi người mà thử đổ dầu gió ra gang bàn tay, gang bàn chân mà đổ nhiều một chút, mọi người sẽ thấy rằng có khi nóng không chịu được, phải đi rửa bớt đi. Đúng hay rất đúng ạ? Nào comment tương tác với Thanh Hương nào. Trời ơi mọi người lười tương tác quá. Chia sẻ có hay không mọi người ơi? Ai thấy hay cho Thanh Hương một comment là hay nào. Không thấy mọi người tương tác thì chả nhẽ kết thúc live stream bây giờ. anh Chiến này rất tuyệt vời. Không biết thì hỏi em chẳng trả lời, chán quá cơ. Anh Quyền Trịnh ơi, anh nhắn tin Zalo hay là nhắn tin vào đâu cho Thanh Hương vậy? Được lắm Thanh Hương, rồi em cảm ơn anh này. Chị nói chuẩn quá, xinh gái. Lúc nào lên live stream là cũng chỉ khen thôi mọi người. Hãy tập trung vào kiến thức đi ạ. Tập trung vào những điều mà Thanh Hương chia sẻ để mà có thể ứng dụng thật là phù hợp trong cuộc sống cũng như là trong các cuộc yêu nhá. Đúng ạ. Rồi cái cách thứ ba đấy mà Thanh Hương bắt đầu tiếp tục chia sẻ với mọi người đó là gì? Nhiều người là sử dụng cái dầu gió để bôi vào phần đầu cậu nhỏ. Và vì sao Thanh Hương lại nói rằng là khá nhiều trường hợp bị thất bại? Bởi vì khi bôi với một cái lượng không phù hợp, mà mọi người biết rằng cái phần đầu cậu nhỏ nó rất là mỏng manh, rất là nhạy cảm. Sau đó bôi cái dầu gió này vào thì nó nóng, nó bị nóng tới mức mà cậu nhỏ không thể cương được. Ai đã từng gặp trường hợp này có thể comment cho Thanh Hương biết không ạ? Cũng như mọi người được biết không ạ? Bôi vào cái phần đầu cậu nhỏ này tưởng là nó sẽ làm sao ạ? Gây tê. Nó sẽ làm cho các đầu mút dây thần kinh ở phần quy đầu bị giảm cảm giác nhờ cái thành phần đó là tinh dầu bạc hà và menthol. Thế nhưng mà bôi vào đây nó bị nóng quá, bị tê liệt và không thể cương được. Và đa phần là bị gặp cái trường hợp này. Cho nên mọi người phải thật sự cẩn trọng khi áp dụng mọi người nhé. Khi mà mọi người đọc ở trên cái chai dầu, đúng không, trên bao bì, thì người ta có ghi công dụng rất là rõ. Đấy là cải thiện những cái vấn đề như cảm ho, đau đầu, ngạt mũi, đau bụng, tiêu chảy, ói mửa, say tàu xe, chóng mặt, côn trùng cắn. Và Thanh Hương chẳng thấy là có một cái dòng nào ghi ở đây là có thể hỗ trợ được vấn đề về sinh lý cả. Cho nên là mọi người phải rất cân nhắc. Chưa kể là cái việc mọi người áp dụng dầu gió Phật Linh trong cải thiện xuất tinh sớm còn chưa được bất cứ một cái nghiên cứu hay một cơ sở khoa học nào theo y khoa người ta kết luận cả. Đấy, cho nên là gì ạ? Từ cơ sở khoa học là chưa được chứng minh. Và từ vào thực tế có rất nhiều trường hợp là áp dụng thất bại, bị cứ hí ha hí hửng, đúng không? Nhỏ một vài giọt vào tay, sau đó xoa vào đầu cậu nhỏ, cứ nghĩ rằng là ngày hôm nay tôi sẽ kéo dài được cuộc yêu, như là tôi học hỏi được ở đâu đó, tôi nghe ở đâu đó, nghe đồn đoán ở đâu đó về áp dụng. Nhưng mà ôi rồi ôi, nóng đến mức không thể cương được và cuộc yêu đành phải bỏ dở. Cho nên là Thanh Hương mới nói, mọi người nghe bất cứ một cái biện pháp nào phải phân tích cho nó kỹ về bản chất vấn đề trước khi áp dụng. Bởi vì Thanh Hương biết rằng một điều là khi mà nam giới đang bị tình trạng da sớm hay đang bị cái tình trạng yếu á, chỉ cần nghe thấy ở đâu một cái sản phẩm, còn chưa cần biết được là cái bản chất của cái sản phẩm nó là gì. Ví dụ uống này, hay là sản phẩm của nó là bôi này, chưa cần biết là tìm hiểu về bản chất của sản phẩm. Cứ chỉ làm sao ạ? Nghe thấy cái từ quan hệ lâu dài, nghe thấy cái từ là gì ạ? Cải thiện cuộc yêu lên 20-30 phút, nghe thấy cái từ là giúp cương cứng, thế là cứ áp dụng. Trong khi mình còn không biết được là
tình trạng của mình xuất phát từ nguyên nhân gì để mà lựa chọn cái giải pháp phù hợp. Đúng hay rất đúng mọi người? Cho nên nhiều khi mà chúng ta lựa chọn phương pháp không đúng là chúng ta chữa lợn lành thành lợn què đấy mọi người nhé. Mà chết dở rồi ngày hôm còn chưa kể là chỉ có dầu gió phật linh đâu, mọi người còn bôi đủ các kiểu vào cơ. Tay ngưng tư vấn gần 4 năm, có những cái câu hỏi mà thực sự là nghe xong còn phải giật mình và không biết là mọi người học ở đâu, hay là mọi người tự nhiên mọi người lại thông minh đến mức mọi người phát minh ra cái cách này. Nghe lạ vô cùng luôn mà không có một cái gọi là cái công trình nghiên cứu nào cả. Đấy, cho nên mọi người phải rất cẩn trọng mọi người nhé. Nóng lắm cơ, anh Thế Lê chuẩn xác anh ạ. Bôi vào mà nóng không lên được. Hoặc là gì ạ, mọi người hình dung bây giờ mọi người bôi vào nhé. Xong lại còn có một cái đoạn video còn hướng dẫn là gì ạ? Tức là đối tác nữ sẽ dùng miệng. Đó, đối tác nữ sẽ dùng miệng để mà ngậm cái dầu gió phật linh, sau đó là yêu chiều cậu nhỏ cho nam giới, để giúp cho nam giới vừa là gì, tức là kết hợp 2 trong 1 đấy. Kết hợp 2 trong 1 là vừa yêu chiều cậu nhỏ bằng đường miệng này, mà lại vừa giúp cho cái, tức là cái dầu gió này tác động vào cái vần quy đầu, để khi vào cái món ăn chính, đối tác có thể kéo dài cuộc yêu. Đấy, rất là nhiều những cái gọi là đồn đoán như vậy, và cứ đặt câu hỏi cho Thanh Hương, làm cho Thanh Hương phải quyết định lên cái livestream ngày hôm nay có tác hại gì không. Trời ơi, từ nãy đến giờ anh Trần Minh vừa mới vào livestream đúng không? Nếu mà anh mới vào livestream mà chưa nghe được từ đầu đến cuối nhá, thì giúp Thanh Hương một điều là ngày mai nghe lại livestream này để nghe Thanh Hương phân tích là cái mặt lợi mặt hại, được không ạ? Nghe đồn trên tivi. TV nào vậy anh, chẳng có nghe đồn nào trên TV đâu. Cái này hoàn toàn là không bao giờ mà được phép chiếu trên TV cả, bởi vì nó có cơ sở khoa học đâu. Cái này chắc là anh Trần Đặng bị nhầm lẫn rồi. Có thể là anh nghe những cái, ví dụ như chương trình YouTube mà anh mở trên TV thôi, chứ nó không phải là một cái chương trình truyền hình đâu. Tất cả những cái gì mà đưa lên truyền hình thì nó phải đều được kiểm duyệt. Nó đều phải là một cái gì đó đã được nghiên cứu đúc kết, chứ không phải là thích đưa cái gì lên là đưa lên đâu anh ạ. Đó, không biết ông xã chị Châu Thanh này, comment này, không biết ông xã thoa gì mà nóng ghê gớm luôn, tuột cảm xúc luôn. Chị tuột cảm xúc là bởi vì cái tâm lý của chị, đáng nhẽ là chị sẽ hòa nhập hết mình vào cuộc yêu, thế nhưng mà bây giờ chị đang lo sợ cái phần bên dưới của mình. Chết rồi, nó nóng thế này không biết nó có bị làm sao không. Mà chắc chắn nếu như mà chồng của chị sử dụng cái sản phẩm gì đó không đúng hướng dẫn mà để gây ra tình trạng đó, có thể vào trong nhá, còn gây ra tình trạng viêm nhiễm, nóng rát, tổn thương ở phần phụ của chị em mình. Bởi ở bên trong vốn dĩ nó đã rất là mỏng rồi, sau đó là thêm cái tác động của việc là da vào ma sát. Mọi người cứ nhớ lại cho Thanh Hương mà xem, hôm nào mà hai vợ chồng yêu nhẹ nhàng thì không sao, nhưng mà hôm nào hai vợ chồng bảo là thăng hoa một chút, chồng thì rất là hưng phấn và rất là cuồng nhiệt, thành ra là chỉ thích làm nhanh và làm mạnh thôi. Sau cuộc yêu là cô bé của chị em phụ nữ đã cảm thấy là nó bị sưng lên này, nó bị có một cái cảm giác gì đó mà nóng này, hầm hập này, rát này, và phải để đến vài ngày cho cái phần niêm mạc nó hồi phục lại trước khi tiếp tục một cái cuộc yêu mới. Đó, thế không được. Đúng rồi, anh Huyền Dương hay chị Huyền Dương đây. Tóm lại là em khuyên mọi người không nên sử dụng cái biện pháp này. Thực sự, nếu như bảo là xông vào trong gian phòng hay tắm thì ok, còn nếu mà bảo là sử dụng vào cái phần đầu cậu nhỏ thì tuyệt đối là không mọi người nhé. Tuyệt đối là không. Bởi vì như Thanh Hương nói đấy, thứ nhất là không được nghiên cứu, không được đúc kết theo cơ sở khoa học. Thứ hai là có rất nhiều những cái câu chuyện là gì, bôi vào bị nóng này, bị bỏng này, rồi cậu nhỏ không cương được. Cái sản phẩm nó đã ghi rất rõ công dụng rồi thì mọi người hãy tôn trọng cái nhà sản xuất. Người ta làm sản phẩm ra với một cái tác dụng gì thì người ta đã ghi rất rõ ở trên này. Đó, còn nếu như thực sự mọi người muốn tìm một cái sản phẩm để mà có thể bôi, để mà có thể bôi và cải thiện cái vấn đề nhạy cảm cậu nhỏ, thì có thể tham khảo những sản phẩm gọi là xịt này, hay là gel chống xuất sớm ở trên thị trường. Và ở bên như bên Thanh Hương thì cũng có một cái dòng sản phẩm, đó là Man Plus gel long time. Long time tức là thời gian dài đấy. Gel, dạng gel mọi người nhé. Ở đây ghi rất rõ mục đích sử dụng: giảm tình trạng xuất tinh sớm ở nam giới, công bố của Bộ Y tế mọi người nhé, tăng cường cái độ cương cứng cho nam giới. Tuy nhiên thì Thanh Hương chỉ đánh giá cao cái tác dụng ở trên, đó là giảm cái tình trạng xuất tinh sớm thôi. Giảm cái tình trạng xuất tinh sớm. Đối tượng sử dụng
nam giới bị yếu sinh lý cần tăng thời gian quan hệ. Đó, ghi rất là rõ này. Cách sử dụng, bước 1, mở nắp bảo vệ. Chính là cái bước, đây cái chai này, chính là cái nắp này đây mọi người nhé. Mở cái nắp bảo vệ này. Rồi, bước thứ 2 trên này ghi rất rõ. Xịt một lượng vừa đủ vào đầu dương vật rồi xoa đều. Hôm trước Thanh Hương có hướng dẫn cái mùi là nó thơm giống như kiểu là Thanh Hương tưởng tượng ra nó giống như cái mùi gọi là hình dung thôi, nó gần gần giống như cái mùi kiểu Romano ấy, nhưng mà tất nhiên là nó không phải là cái thành phần đó ở trong này đâu. Đây, ở trong này có những cái thành phần thảo dược, thành phần thảo dược và những cái thành phần dưỡng để làm sao mà khi mọi người sử dụng, Thanh Hương cam kết không gây nóng rát. Không gây nóng, không gây rát và không gây ra những cái vấn đề như là bỏng hay là bị cháy trợt. Nếu như mọi người sử dụng cái gel ở bên Thanh Hương mà bảo là bị nóng, Thanh Hương cho mọi người hoàn lại luôn. Không nóng, không rát mọi người nhé. Ghi rất là rõ này, xịt vào phần đầu này. Bước thứ 3, đợi sau 20-30 phút thì đi rửa sạch rồi mới quan hệ. Đấy, sau đó chúng ta lau cái phần nắp này và đóng lắp lại bình thường. Thì như cái trường hợp của chị Châu mà vừa mới comment, em nghĩ rằng là anh cũng sử dụng một cái sản phẩm bôi nào đó nhưng mà lại quên rửa. Nhưng mà lại quên rửa, cho nên khi đưa vào bên trong của chị thì những cái thành phần nó cũng sẽ làm sao ạ? Dính vào cái niêm mạc của bé và chị cũng sẽ cảm nhận được cái cảm giác nóng, rát. Đó, thì tất cả những anh nam giới khi mà sử dụng bất cứ một cái sản phẩm bôi nào vậy, trừ gel bôi trơn nhé. Gel bôi trơn nhưng mà nó cũng tùy loại thôi. Chẳng hạn như loại bên Thanh Hương thì là có thể nuốt được thì nó rất là an toàn không nói. Nhưng cũng có những cái loại gel bôi trơn mình phải rửa sạch trước khi mà mình tức là nó không an toàn đến mức mà chúng ta có thể nuốt vào trong miệng. Đấy, tức là quan hệ trơn tru thì được, nhưng mà nuốt vào thì cân nhắc. Còn sản phẩm bên Thanh Hương thì là cam kết là có thể nuốt được. Đấy, tùy. Còn riêng những cái sản phẩm mà bảo là để chống xuất sớm, dù là dạng gel, dạng nước hay là một cái dạng gì đó, thì luôn luôn là phải gì ạ? Rửa trước khi lâm trận. Chúng ta bôi trước khi của yêu từ 20 đến 30 phút, sau đó chúng ta phải rửa sạch đi. Đó, thì mọi người cứ tìm hiểu trên thị trường, nó có rất nhiều sản phẩm, nhưng phải ghi rõ cái công dụng của nó. Chẳng hạn nếu như bây giờ bảo là đây là cái loại gọi là sữa tắm hay dầu gội đi, đúng không? Mà Thanh Hương lại giới thiệu nó là để bôi giảm chống xuất tinh sớm, thì rõ ràng nó là không được. Đấy, nó không đúng như cái thành phần được sớm, như nó không đúng như những cái gọi là công dụng mà nhà sản xuất đưa ra. Còn ở trên này ghi rất rõ này, giảm tình trạng xuất tinh sớm. Tuy nhiên Thanh Hương vẫn tư vấn cho mọi người, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng sản phẩm này. Mọi người nhớ nhá, ngay trước khi mà Thanh Hương live stream cũng có một khách hàng đã sử dụng đến cái hộp thứ 5 sản phẩm tăng cường sinh lý nam bên Thanh Hương rồi. Rất là khen, cương cứng rất là tốt rồi, nhưng mà nghe Thanh Hương tư vấn sang cái dòng gel này lại thấy ham hố. Nam giới mà cứ nghe thì cái gì bảo là da sớm rồi cương cứng, lâu da rồi là cương cứng tốt rồi là muốn to là thích lắm, nhưng mà phải tìm hiểu và phân tích. Thế thì anh ấy sử dụng đến hộp thứ 5 và đã cải thiện rất rất tốt rồi. À, chưa đến hộp thứ 5 đâu, anh ấy bảo là anh ấy còn hơn một lọ nữa, tức là mới sử dụng đến cái hộp thứ 4 giờ thôi. Còn hơn một lọ nữa thì anh ấy bảo là bao giờ anh ấy sử dụng hết, anh ấy sẽ đặt, ví dụ như muốn duy trì ấy, thì anh ấy muốn mua cái chai gel này. 269.000 một chai, thì nói thật là từ hôm nọ đến giờ Thanh Hương ra mắt ấy, hầu như ai hỏi gel này mà phù hợp đều đặt mua. Bởi vì nó quá là tiết kiệm. 269.000 mà có thể sử dụng đến tầm 30 lần. Từ 20 đến 30 lần. Chắc chắn là trên 20 lần mọi người nhá, bởi vì nó tùy thuộc vào cái diện tích cái phần quy đầu á. Đấy, nên là Thanh Hương sẽ nói trong khoảng là từ 20 đến 30 lần. Nó vẫn là quá tiết kiệm cho một chai gel như này. Nhưng Thanh Hương lại quyết định không bán cho anh đó. Bởi vì rõ ràng bây giờ anh đã cương cứng tốt rồi, mà anh còn cải thiện được thời gian là 15-20 phút rồi, thì anh còn ham sử dụng để làm gì? Cái gel này nó phù hợp với những trường hợp nam giới hay bị nhạy cảm cái phần đầu, khó kiểm soát cuộc yêu, khó kiểm soát thời gian. Nhưng thứ nhất là lâu lâu mới quan hệ một lần thì nên sử dụng. Bởi vì tất cả những cái loại gel hay xịt thì mình cũng không được quá lạm dụng và phụ thuộc vào nó, được chưa mọi người? Hoặc là những trường hợp nam giới lần đầu quan hệ, có nhiều bạn tâm sự với Thanh Hương mà nghe cũng khổ tâm. Tức là chị ơi, em chuẩn bị rất kỹ cho cuộc yêu lần đầu rồi. Đấy, tắm rất sạch sẽ, thơm tho, quần áo bóng lộn, đưa người yêu đi ăn, đưa người yêu đi uống cà phê. Và đến khi hai người vào trong khách sạn và chuẩn bị nhập cuộc, à không phải nhập cuộc, không phải chuẩn bị mà là nhập cuộc, thì em chỉ có được 1-2 phút thôi mà em ngại ơi là ngại với đối tác.
Có những bạn thì là gì ạ? Một vài lần gần gũi với người yêu, còn bị người yêu chia tay. Đấy, thì những cái trường hợp gọi là lâu mới được gần gũi đối tác chắc chắn là sẽ nhạy cảm. Bởi vì không quen với cảm giác đưa vào bên trong cô bé thì nên sử dụng. Thì nên sử dụng. Còn giải pháp về lâu về dài, muốn cải thiện về tận gốc của vấn đề thì mọi người sẽ uống và kết hợp tập luyện cho Thanh Hương đối với tình trạng là cải thiện về thời gian. Còn những anh nam giới mà cứ từ 30 tuổi trở đi, mọi người đừng bao giờ quên cái sơ đồ mà Thanh Hương đã cho mọi người xem rất là nhiều nhé. Chúng ta có muốn hay không thì cái vấn đề này nó vẫn cứ xảy ra thôi. Khi mà nam giới 20 tuổi này, giai đoạn gọi là dậy thì đấy, đây là cái giai đoạn mà hormone sinh dục đang sản sinh rất là dồi dào. Chỉ cần ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đủ giấc thôi là cơ thể lúc nào cũng cảm thấy ham muốn, tò mò, tìm hiểu. Rồi lúc nào cũng muốn là gì ạ? Ngựa non háu đá mà khỏe lắm, sung mãn lắm. Nhưng bắt đầu từ 30 tuổi trở đi, mọi người thấy cái phần màu cam chính là thể hiện cho nồng độ testosterone bắt đầu sụt giảm. Và từ 30 đến 40 là cái giai đoạn suy giảm nó khá chậm. Mọi người hình dung không? Khá là chậm thôi. Từ phần đầu xuống đây khá là chậm. Nên là những cái dấu hiệu như là suy giảm ham muốn, rối loạn cương cứng, bị da sớm, rồi là đau tức khi xuất binh, hay là không cảm nhận được khoái cảm khi xuất binh thì nó chưa quá rõ ràng. Nên là thường các anh cứ kệ, ôi tôi vẫn còn khỏe lắm, cần gì phải gọi là sử dụng các sản phẩm này sản phẩm kia. Thế nhưng đùng một cái đến độ tuổi 40, và phổ biến nhất là gì, 42, 43 tuổi, là cứ alo Thanh Hương à, anh năm nay 42 tuổi mà không hiểu sao dạo gần đây anh yếu lắm, bước vào cuộc yêu cậu nhỏ nó chỉ được một vài phút là nó có xìu đi rồi. Đấy, không hiểu vì sao. Thì Thanh Hương mới nói là vì anh không phải là học theo chuyên môn nam khoa, anh cũng không phải là người có quá nhiều kiến thức. Nếu mà quá giỏi thì chắc là ngồi lên đây tư vấn thay Thanh Hương rồi đúng không ạ? Nên là anh không có hiểu về những cái tình trạng mà cơ thể của mình có thể gặp phải theo độ tuổi. Đấy là một cái quy luật hết sức tự nhiên, dù anh có ăn uống điều độ hay là anh có tập thể dục thể thao thì cũng sẽ đến một lúc cơ thể bị suy giảm. Và khi suy giảm như vậy thì bắt đầu là rối loạn cương là phổ biến nhất, và suy giảm ham muốn. Như anh cứ bảo là nằm cạnh vợ mà chẳng có một cái chút hưng phấn gì. Rồi là vợ còn phải nhắn tin cho Thanh Hương là không biết là chồng có phải là đang có nhân tình hay không, mà dạo này về là thờ ơ với vợ quá, thậm chí là lấy lý do để đi ngủ riêng. Thì Thanh Hương cũng phải chia sẻ rất là gọi là đồng cảm với các anh, với các chị, để làm sao các chị hiểu, tránh cái tình trạng mà hiểu nhầm chồng ấy. Thì nó có hai trường hợp. Một là gì ạ? Cũng có thể là chồng đã phải lòng một cô gái nào đó ở bên ngoài, sau đó là về không còn muốn tình cảm với vợ, không còn mặn nồng nữa. Tuy nhiên mà để kết luận được việc là chồng có đi ngoại tình hay không thì nó còn xem là cái điện thoại này lúc nào cũng khư khư trong người này, không bao giờ mà để ra để cho mà vợ xem, hay mà vợ cứ đụng vào cái lại ai cho em đụng vào điện thoại của anh. Đấy là cái dấu hiệu khả nghi này. Rồi là gì, tự nhiên là hôm nay anh về muộn như anh có công việc đột xuất, rồi là tháng này anh phải đi công tác 2-3 lần mà trước đây không hề có những cái lịch trình bất ngờ như thế, thì đấy cũng là những cái dấu hiệu các chị em phải lưu ý. Còn nếu như mà chồng của chúng ta vẫn rất là bình thường, thậm chí là gì ạ, tâm lý yêu thương, chiều chuộng vợ con, giúp vợ con đủ mọi thứ, công việc, điện thoại thì đấy sẵn sàng, thích sờ và thích làm thì là chẳng bao giờ cấm. Đấy, đi đâu cũng làm gì ạ, gọi điện rồi là báo cáo với vợ là anh ở đây, thế này thế kia, thậm chí là video call, thì không có chuyện là chồng đang tòm tem đâu. Rất có thể là chồng đang bị sinh lý yếu. Tâm lý của đàn ông mà đã bị yếu là cảm thấy tự ti chứ, rất tự ti. Ở đây có ai mà bị sinh lý yếu sau đó tự tin vào bản thân mình không ạ? 100% là chẳng có ai tự tin nổi, đúng không các anh? Bị ra sớm là vào trong cuộc yêu là chỉ có một cái tâm lý là chết rồi, hôm nay không biết là mình có thể kiểm soát được cậu yêu hay không đây, hay là ngày hôm nay mình lại chỉ được 1-2 phút giống hôm trước. Đấy, mà lại càng nhìn thấy vợ nhá, tâm lý là gì, đã sợ ra sớm rồi mà lại nhìn thấy vợ là đang đi trong phòng. Bắt đầu vợ hôm nay khoác một cái bộ nội y rất là đẹp này, đấy, cơ thể của vợ rất là thơm này, từ nãy đến giờ là thấy vợ đứng nửa tiếng trong nhà vệ sinh, chắc là đang chuẩn bị rất là kỹ lưỡng đây. Thế mà ngày hôm nay mình lại không thể nào để mà đáp lại những cái sự chuẩn bị chu đáo đó của vợ. Thì đấy, đúng thật sự là mình cũng là một người chồng làm sao chưa làm tròn được cái trách nhiệm của mình. Đấy là cái tâm lý của đàn ông nói chung thôi. Bà Hoàng xinh đẹp giỏi giang, rất tâm lý, em cảm ơn anh Thiện này. Về cương cứng thì vẫn là phải uống mọi người nhá. Cương cứng không tốt là phải uống. Đấy, những cái trường hợp mà như anh khi nãy mà Thanh Hương nói đấy, là đã cương cứng tốt và quan hệ được 15-2 phút rồi, Thanh Hương nói luôn là anh không cần sử dụng gel. Còn những trường hợp là gì, anh năm nay 50 tuổi,
Em bán cho anh một lọ gel để anh có thể cải thiện được cương cứng, thì Thanh sẽ phải tư vấn rất rõ ràng. Cái gel này nó không thể nào mà cải thiện được cái độ cương cứng triệt để đâu mọi người. Bởi vì sao? Cái tình trạng mà đang gần gũi vợ nó bị xìu đi mất là do máu lưu thông không tốt, gặp rất phổ biến ở nam giới có tuổi, bị suy giảm là suy giảm bên trong. Đây mọi người nhìn cái sơ đồ, nó suy giảm là suy giảm ở bên trong đúng không? Thế thì chúng ta phải bổ sung lại thông qua đường ăn uống này, tập luyện thể dục thể thao này. Đấy, có những cái món ăn mà Thanh Hương đã có những video live stream tư vấn cho mọi người đấy. Ăn cái gì để giúp cho tăng sinh, sản sinh testosterone nội sinh. Hoặc là tập luyện này, tập những cái bài liên quan đến cơ bắp, nó cũng sẽ giúp cơ thể tăng sản sinh testosterone nội sinh tốt hơn. Nhưng trong trường hợp là gì? Công việc của chúng ta quá áp lực stress. Chẳng hạn như các anh bảo là các anh làm nghề lái xe. Sau đó là đặc biệt là lái xe, gọi là lái xe đêm đi, lái xe đường đường dài ấy, lái xe công này, rồi là giao hàng này. Nó thật là thời gian ngủ còn không có. Nói gì bảo là các anh đi tập thể dục, về cái là nằm vật ra giường, chỉ muốn tắm nhanh qua qua sau đó là đi ngủ thôi. Cảm thấy lúc nào cũng bị thiếu ngủ. Thời gian đâu mà bảo các anh là đi ra ngoài đá một trận bóng, hay là đi tập gym, hay là chạy bộ. Thì khi đó là lúc các anh cần phải bổ sung, tìm hiểu và bổ sung thêm những cái sản phẩm uống vào bên trong, thì nó mới đủ để mà giúp cho chúng ta có thể phục hồi được chức năng. Mọi người hình dung không ạ? Nhất Nam Dương em vẫn còn. Nhất Nam Dương là những khách hàng mà sử dụng bên em từ gần 4 năm rồi. Đến tháng sau, tháng 11, ngày 18 tháng 11 năm sắp tới này mọi người, hôm nay là ngày 22 đúng không? Ngày 18 tháng 11 sắp tới đây là kỷ niệm 4 năm em Thanh Hương là gì đã đồng hành cùng với cái sản phẩm Nhất Nam Dương để đưa ra thị trường, giúp cho không biết bao nhiêu là cặp đôi có thể cải thiện được cái đời sống chăn gối rồi. Cứ sử dụng là mọi người sẽ cảm ơn. Còn sau này là để đổi mẫu mã. Đổi mẫu mã thì nó là Man Plus Gold, nhưng mà Thanh Hương vẫn quyết định là gì? Có hai dòng sản phẩm, hai mẫu mã để làm sao mà phục vụ cho tất cả các anh chị, giúp cho các anh chị có thể cải thiện thời gian này, cương cứng này, và có một cái giải pháp để chúng ta có thể bồi bổ cái sức khỏe tận sâu bên trong. Sức khỏe sung mãn là từ bên trong mọi người nhé. Đấy, sức khỏe sung mãn là từ bên trong. Em cảm ơn anh Roman Nguyễn nhé. Chị Loan Võ, em chào chị. Hôm nay anh có nhà không chị ơi, hay là hôm nay chị ở nhà một mình đấy chị? Rồi. Bị da sớm 1 2 phút nó còn tùy tình trạng và độ tuổi nữa. Ví dụ như là bị da sớm 1 2 phút, nhưng chẳng hạn như có trường hợp là một đêm có thể làm vài ba lần. Đấy, làm vài ba lần thì chúng ta chỉ cần sử dụng cái dòng nhẹ là Man Plus thường này thôi. Man thường 650.000, còn ai mà bị cái tình trạng khó cương, thậm chí là các anh đã sử dụng tầm 3 5 7 sản phẩm khác trên thị trường không hiệu quả, thì cứ nên gặp Thanh Hương thử một lần cuối cùng. Để xem là có đúng như Thanh Hưng chia sẻ về cái sản phẩm Man Plus Gold hay là Nhất Nam Dương không, nó giúp cải thiện cương cứng tuyệt vời như thế nào nhá. Nó sẽ tùy vào tình trạng mọi người nhé. À, em xinh đẹp. À, buổi tối nay em vừa mới đăng cái video về cái bộ sản phẩm hộp quà, cái combo để gel vệ sinh với nước hoa, cho nên là các chị đang inbox em hỏi rất là nhiều, thì em cũng tiện là chia sẻ ở đây luôn dành cho những anh chị em nào mà chưa cập nhật được cái thông tin đó. Cho anh hai hộp Nhất Nam Dương em nhé. Có chương trình khuyến mại gì không? À, ngày hôm nay có một cái chương trình thương áp dụng cho mọi người là khi mọi người đặt liệu trình 3 hộp thì em sẽ giảm 10%. Đặt 3 hộp sẽ giảm 10% anh Quốc Cường nhé. Rồi, cảm ơn anh Quốc Cường. Anh Quốc Cường thì là khách hàng rất là thân thiết bên Thanh Hương rồi. Chưa bao giờ nhận được quà đâu. Hôm trước là anh còn bị gọi là cái phần chia sẻ nhưng nó không được đủ điều kiện đúng không? Nhắn tin Zalo cho em đấy mà không đủ điều kiện, tiếc quá. Anh Cường nhắn tin vào fanpage cho em nhé, để em sẽ dành tặng cho anh cái chương trình ưu đãi. Rồi. Mọi người quan tâm đến cái vấn đề mùi hương, đặc biệt là các chị em phụ nữ, thì có thể trải nghiệm cái combo này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Cái gọi là combo giúp chăm sóc cô bé sạch sẽ, thơm tho và cải thiện cái làn da vùng kín mịn màng và ngày càng trắng sáng hơn. Thứ nhất là có cái chai gel vệ sinh hương nước hoa Pháp. Cái này thì Thanh Hương vẫn làm cái mùi nó giống với chai gel cũ nhá. Chỉ là nó là phiên bản màu hồng, dành cho những anh nam giới nào mà muốn đặt cái hộp quà này về tặng đối tác, hoặc là các chị muốn, tức là thích cái phong cách màu hồng này, thì các chị có thể là đặt cả cái combo, cái hộp hai sản phẩm. Còn cái mùi thì nó y chang như nhau. Cái chai 175ml này thì nó là 290.000. Đấy, 290.000. Còn cái chai gel ở trong hộp quà, hộp combo này thì nó chỉ có 100ml thôi mọi người nhé.
100ml thôi. Và kết hợp với một cái gọi là chai nước hoa hình trái tim. Đấy, nhìn rất là xinh. À, cái này thì là dạng xịt mọi người ạ, dạng xịt này. Đó, dạng xịt. Cái mùi Dior. Đấy, cứ lần nào ngồi làm việc mà xịt này, Thanh Hương khẳng định mọi người là thơm đến gọi là tối ngày mai, đến sáng ngày hôm sau vẫn còn thơm. Thì đây là cái giải pháp để mà các chị em có thể muốn là cái mùi cô bé của mình nó thơm tho, sạch sẽ và quyến rũ hơn trước khi gần gũi đối tác. Cũng như là gì ạ, chúng ta sử dụng một cái mùi hương nước hoa nào đó trên người á, thì chắc chắn là đối tác sẽ cảm thấy thoải mái và hưng phấn hơn. Mọi người cứ hỏi Thanh Hương là có cái loại nước hoa nào gọi là kích thích hay không, hay thậm chí là kích dục hay không. Nhiều anh là muốn mua một cái loại nào đó mà mình xịt vào cơ thể của người phụ nữ là họ cảm thấy dạo dực, họ cảm thấy ham muốn và họ sẽ trồm lên chủ động để mà làm tình với mình. Thì nói thật sự với mọi người, nước hoa nó không đến mức mà có cái công dụng nó gọi là kinh khủng như vậy đâu. Mọi người hiểu đơn giản như thế này. Bây giờ cơ thể của chúng ta đang có mùi mồ hôi, đúng không? Tất nhiên nó không phải là kiểu quá khó chịu, nhưng cái mùi cơ thể nhiều khi có những người lại còn mồ hôi dầu á, mồ hôi dầu, mồ hôi muối á. Nên là cơ thể lúc nào nó có một cái mùi nó gọi là hơi hơi nồng nồng một chút thôi. Sau đó thì ai lại bị gọi là viêm cái vùng nách này. Đấy, gọi là cháy cánh đấy, có mùi hôi đấy. Thì chắc chắn là khi chúng ta gần gũi đối tác, làm gì có ai thoải mái được, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sử dụng bất cứ một cái mùi nước hoa nào đó, nó cũng đã là một cái yếu tố để giúp cho chính bản thân chúng ta thoải mái, tự tin. Và đối tác gần gũi chúng ta cũng không hề có một cái điều gì đó mà phải chịu đựng hay là lăn tăn cả. Cái sản phẩm nước hoa thì trên thị trường cũng có rất là nhiều, nhưng sản phẩm nước hoa ở bên Thanh Hương, dù là cái phiên bản trong hộp gọi là cái hộp combo hay là cái nước hoa rời mà Thanh Hương vẫn chia sẻ với mọi người đấy, nó có những cái thành phần dưỡng như vitamin E này, tinh dầu hạnh nhân này, nhiều lắm. Thanh Hương không nhớ hết được đâu, nhưng mà nó là những cái thành phần thứ nhất là an toàn cho da. Rồi làm gì ạ? Những cái thành phần này có thể làm sao ạ? Ngăn ngừa cái tình trạng gọi là viêm nhiễm. Tức là khi mà xịt vào trong cái vùng kín, dùng trong vùng kín, nó không gây ra cái tình trạng gọi là vi khuẩn, rồi là viêm nhiễm nấm ngứa. Đấy, nó phải an toàn cho vùng kín như vậy. Nước hoa bình thường, ví dụ như mọi người mua vài ba triệu một chai ấy, thì không thể nào mà dùng cho vùng kín đâu mọi người nhé. Bởi vì nó có thành phần cồn ở trong đó nữa. Đấy, và nước hoa đấy chỉ sử dụng trên body thì được. Còn nước hoa vùng kín bao giờ nó cũng phải có thêm những cái thành phần chuyên biệt để mà đảm bảo cái độ an toàn. Dù là các anh dùng cái màu vàng này cho cậu nhỏ của mình, hay là các chị dùng ở phiên bản cái hộp combo, hay là cái màu vàng, màu hồng, màu đỏ này, thì nó đều là những cái loại nước hoa đặc biệt có thể dùng cho vùng kín mọi người nhé. Đấy, thì ai thích gọi là cái tinh dầu gió Phật Linh thì cứ sử dụng. Cái chai này thì mua gọi là rẻ lắm, Thanh Hương mua hiệu thuốc nào cũng có. Có 22.000 thôi, không biết là chỗ mọi người bao nhiêu. Nó rẻ lắm. Còn chai nước hoa này thì tất nhiên là chúng ta mua thì nó có rất là nhiều công dụng. 250.000 cho 10ml chúng ta sử dụng trên body này, đúng không? Chúng ta chấm vào quần lót này, quần xịt này, chúng ta gọi là để trong xe ô tô này, chúng ta nhỏ ra một vài nhỏ ra cái khăn giấy đấy, sau đó chúng ta để trong tủ quần áo, hoặc chúng ta là nhỏ luôn vào một vài cái quần áo ở trong tủ ấy, thì cả cái tủ quần áo đó khi chúng ta mở ra nó cũng rất là thơm. Đấy, chứ còn ví dụ như dầu gió này cũng chẳng có ai mà lại bôi lên cơ thể xong rồi đi ra ngoài gặp đối tác để mà làm việc được, đúng không ạ? Hay là chúng ta đâu có để trong xe ô tô, hay chúng ta đâu có mà xịt vào trong tủ quần áo được. Đấy, thì cái này nó có đa công dụng hơn. Rồi nhiều chị em khi mà đến chu kỳ kinh nguyệt á, thì chấm 1-2 giọt vào cái miếng băng vệ sinh, thì lúc mà chúng ta có thay cái miếng băng đi, chúng ta cũng cảm thấy là không bị cái mùi gọi là mùi máu kinh nguyệt ấy, nó bốc lên, nó bị nồng, nó bị khó chịu. Mong kênh lên 1 triệu sắp chị nhé. Thực ra là do mọi người xem kênh của Thanh Hương, nhưng mà vì mọi người không có tài khoản ấy, ở bên YouTube thì nó không giống như ở bên Facebook đâu. Tức là ở bên Facebook thì ai xem cũng được, nhưng mà ở bên YouTube là gì ạ? Phải có tài khoản. Đấy, có tài khoản Gmail, sau đó là đăng ký kênh thì mới có thể xem được một vài những cái chủ đề nó quá là nhạy cảm. Phải cài đặt cái chế độ là gì ạ? Dành cho đối tượng trên 18 tuổi là phải đăng ký mới xem được. Còn có rất là nhiều những khán giả là gì? Xem nhưng không đăng ký đâu. Thực tế thì
cái kênh của Thanh Hương đến bây giờ cái lượt xem mọi người biết là 160 triệu lượt xem, là nó nhiều như thế nào. Có những video về cải thiện thời gian quan hệ nó lên đến gần 12 triệu lượt xem rồi. Gần 12 triệu lượt xem. Mọi người cứ tìm hiểu tất cả những cái video cùng chủ đề với Thanh Hương, mọi người sẽ thấy là kênh của Thanh Hương là một kênh có những chủ đề và có lượt xem là gì ạ? Đa phần là đứng đầu. Đấy, đa phần là đứng đầu. Rất là vui khi mà được mọi người tin tưởng. Tức là mọi người xem video của Thanh Hương nhiều, sau đó mọi người ứng dụng thấy đúng, thì mọi người sẽ có một cái tâm lý là gì ạ? À, thích xem video của Thanh Hương. Đấy, Thanh Hương cứ ra chủ đề là mọi người còn mong chờ. Có nhiều khi các anh cứ nhắn tin bảo Thanh Hương dạo này không ra video, và em vẫn ra bình thường mà. Một tuần em vẫn có 2 hay 3 video ở trên YouTube. Thì mọi người có thể là đăng ký để mà cập nhật được những cái video sớm nhất, là người xem sớm nhất khi mà Thanh Hương chỉ cần đăng lên thôi, nhận được thông báo tinh tinh, bật quả chuông lên nhá. Tinh tinh là Thanh Hương vừa mới đăng video mới, là mọi người có thể xem được ngay. Rồi, mọi người có quan tâm đến sản phẩm nào nữa không ạ? Nước hoa Pháp bỏ mùi cơ thể để mình tự tin hơn. Đúng rồi, em cảm ơn anh Thánh Thiện này. Cuối tuần dịu dàng xinh đẹp dễ thương quá cơ. Em cảm ơn anh Lưu Dương nhé. Rồi, xem có câu hỏi nào nữa không nào. Các chị gái ơi, lưu ý giúp em một cái vấn đề, vấn đề này nữa là cái kem làm hồng bên em hiện tại đang cháy hàng mọi người nhé. Cái kem làm hồng đang cháy hàng, mấy hôm nay các chị hỏi rất nhiều nhưng mà em thật sự là không có để mà gửi cho các chị đâu. Bao giờ có hàng trở lại thì em sẽ thông báo cho mọi người sau, bởi vì kem làm hồng là nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ. Nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ, nhưng mà đợt này tính toán nó gọi là hơi bị động một chút, cho nên là cái nguyên liệu nó bị về trễ mọi người ạ. Em đang đợi nốt một cái thành phần, một cái nguyên liệu từ Mỹ về thì mới bắt đầu là làm cái lô kem làm hồng mới cho mọi người. Còn bây giờ kem làm hồng đang cháy rồi, xe kit thì vẫn còn. Rồi, mọi người có câu hỏi nào nữa không để Thanh Hương giải đáp trước khi kết thúc livestream ạ? Nhớ giúp Thanh Hương nhé, chúng ta đúc kết lại một lần trước khi Thanh Hương dừng livestream ở đây nào. Cái chủ đề ngày hôm nay là gì? Có nên sử dụng dầu gió Phật Linh để giúp cải thiện cái thời gian hay không? Thì theo quan điểm cũng như kinh nghiệm của Thanh Hương đã được đồng hành với, nói thật là phải đến hàng trăm nghìn nam giới rồi, hàng trăm nghìn nam giới, khi mà tư vấn về sức khỏe sinh lý cũng như nghệ thuật lòng thề, thì Thanh Hương sẽ đưa ra lời khuyên là không nên sử dụng, để tránh cái tình trạng là gì, bị nóng rát, bị bỏng, cậu nhỏ không cương được. Nếu như muốn tìm một cái sản phẩm nào đó để gọi là tạm thời để bôi đấy, thì hãy tìm những cái sản phẩm chính thống mà được ghi rõ công dụng là giảm tình trạng hay là trông xuất tinh sớm. Mà ví dụ như Thanh Hương, mọi người chỉ cần đọc đơn giản thôi, bất cứ sản phẩm gì mọi người đọc ở trên cái gọi là cái công dụng này này, đấy là mọi người xác định được là nó có phù hợp để sử dụng hay không nhá mọi người nhá. Rồi, em cảm ơn anh Lưu Dương rất là nhiều. Em kết thúc livestream ở đây đây. Những anh chị em nào mà cần Thanh Hương tư vấn kỹ hơn, đáp ứng theo những cái mong muốn của mọi người, muốn cải thiện về vấn đề gì, thì hãy inbox cho Thanh Hương thông qua fanpage hoặc Zalo là 056 998 0000, 056 281 0000 mọi người nhé. Chúc mọi người ngủ ngon, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream sau. Chào chị nhé. Rồi, ok em.